Nha, dạng bắt đầu vô vô thi tuyển sinh rồi đó. Những cái bài này là khi tuyển sinh đó, không có đùa với nó đó, cứ tiếp tục làm tiếp nha. Chào mừng, Có bài vậy mà làm thầy. đọc tiếp lý thuyết rồi có bài đó, rồi nhìn vô nhìn tử, người ta viết như vậy là có ý của người ta hết rồi. Thằng yết này chính là gì? Chính là căn yết bình trừ. Viết lại, viết lại, viết lại ở dưới, viết lại bằng. Thấy hai này không? Chúng gì? Hai này là chúng gì? Còn ít Mang căn yết ra, còn lại ngoài ít căn yết trừ, hai con ít mang hết rồi còn lại số mấy? con ít trừ ít Trừ một, mang hết còn lại số một. nhưng mà mấy số này chưa đi nha. Tới đây chưa xong để bay qua tới đây rồi chị bay dữ vậy. Học bằng nhiêu? Đây hai này chung gì? Hai cái Chung đó số 2 thấy không? Mang số 2 ra, mang dấu trừ luôn trong đổi dấu. Đổi dấu đi. Trừ 1, kịp không? Ở dưới ra x trừ 1 với lại. Tiếp tục, ở trên thấy chung gì không? Căn x chung trừ cái chung 1. Mang ra nè, mang ra nè, còn gì? Căn x hai chữ trừ 2 hai kẹp. Ở dưới nè, x có phải là căn x bình không? 1 chính có phải là 1 bình không? Bằng. Ở tử viết lại. Ở dưới hằng thức đúng không? Hằng thức đi. A trừ B. A cộng B cộng B. Rút rút còn lại căn x trừ 2 hai phần căn x cộng cộng một cộng 1 kịp không? kịp